làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, đúng như chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử để đất nước nở hoa độc lập, hồn vinh hạnh phúc. Không khí tưng bừng của ngày chiến thắng mang sinh hào hùng kỷ niệm, kỷ niệm một trang sử hào hùng của dân tộc, đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay, tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các khối huy chương và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiêng vươn mình bay lên, thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em. Sức mạnh vô địch được hôn đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và dựng nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức đồng lòng vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn bồi đắp từ lịch sử, tung cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho sự phát triển không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn bồi đắp từ lịch sử, tung cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới.
sánh vai với Cường Quốc Nam Châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đường cho sự tan nát không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Hào khí Điện Biên Phủ luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam ta trên con đường đi tới tương lai. Chào mừng mỗi quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu khối đại diện cho lực lượng Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay, lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 8 năm xây dựng để chiến đấu chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Còn cô đang tiến vào lễ đài.
vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng được biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước láng giềng, các sự học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thank you.
tôn nào không? Có phần hàng lịch kỷ, dựng trời đất tiền tiên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ đã khổ. Với chữ yêu vì sao đăng ký vào lễ này, những cô an thủ sĩ với những cao trọng và đóng xe mèo, báo sống, báo ấp, đất chặt mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước, làm nên một lễ viên dân trọng địa cầu. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện quan trọng.
vào lễ đài là khối lớn chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm phát huy truyền thống vì nước quên thân vì dân phục vụ. Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt mọi khó khăn gian khổ, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tốt, kỷ luật nghiêm, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh trật tự của tổ quốc, đã tham gia nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những tốt đồng nhất tin tưởng mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Mỗi nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang đi vào lễ đài, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu cho cơ động nhân để đấu tranh ngăn chặn cho các những người xuất bản tội phạm khủng bố phong tập bắt cóc con tin truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày nay đang tiến vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Mặc dù đối tượng thành lập, song cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mau chóng trưởng thành, tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, sự kiện quan trọng của đất nước, sự kiện mang tầm quốc tế đã mang đến cảm giác thân thiện, an bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Hòa bình đang tiến vào lễ đài. Đã
lời kêu gọi của Bác Hồ, hãy là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh đổi cái pháp để cứu tổ quốc. Hàng triệu bạn nam nữ đã xung phong vào chiến công hỏa tuyến, phục vụ chiến dịch điện biên phủ với quyết tâm, dù bất cả xung phong tình cảm, không sợ lòng, không tiếc tuổi xanh, mở đường vận chuyển vũ khí, lương thực, quân và dân, đặt nhiều chiến công vẻ vang. Trong lòng bàn chiến thắng điện biên phủ hôm nay, chúng ta